Người Anh đã tập trung tại các bãi biển vào hôm thứ Sáu. Ngày 17 tháng 6, họ lo lắng về sự thay đổi khí hậu khi nhiệt độ tăng vọt lên 34 độ C. Đây được xem là ngày nóng nhất trong năm của Vương quốc Anh cho đến nay. Người phát ngôn của cơ quan thời tiết cho biết, nhiệt độ có khả năng đạt kỷ lục 28,2 độ C, cùng với đó là 34 độ C dự kiến ở một số nơi. Bãi biển Brighton trên bờ biển phía Nam đã chật kín người. Người dân đến đây để tìm cách hạ nhiệt khỏi cái nóng ngột ngạt ở thủ đô. Người dân tại đây chia sẻ, vâng, hãy xuống đây để tận hưởng không khí, thời tiết ở đây tốt hơn ở nhà. Gió biển là nơi tuyệt vời nhất để tận hưởng cảm giác thoải mái,